Xin chào mọi người, hôm nay mẹ mình đang chèo bút soi. Ơi ngoài bố tôi không mưa đéo. Mẹ mình đang chèo bút soi mọi người nhé, thấy không mọi người ơi, đấy trời đang đủ cơn mưa ở phía ngoài đây này, mọi người nhìn này, trời đang đủ cơn mưa này. Còn mẹ mình đang chèo bút soi thì đa số ở trong quê mình đàn bà hay là ông tất cả những cái chèo nhé mọi người. Đang mắc cái cây này là mình không thấy không thấy có mặt mẹ mình. Đây, mẹ mình đang đang có coi đây, mẹ mình đang chơi xuống đây. Nói đang chèo đây, đang chèo chèo còn gần đây là một đàn vịt phụ nhà mình, đàn ngan bầy ngan để nhấc máy lên đây. Trời đang mưa nên nó mình nuôi trong khoảng cách này mà khoảng tầm 100 con thì phải nhiều nhá. Một trong con vịt bây giờ nó quay chuồng đây đấy, nó bắt đầu chui ra đây. Từ chuồng nó chui ra đây. Đang mưa nên là có gió lắm mọi người. Đây như kiểu báo đây, trời sấm chớp kinh nguyên rồi đấy nhớ mọi người nhé. Rồi mình để đây.